Hai, chị sao cả chị các bạn. Video này chị cũng chia sẻ với anh chị bạn cái cách mình cấp bù cái thời hạn cho cái chữ ký số của nhà mạng Viettel nha chị bạn. Anh chị bạn sẽ tiến hành là cắm cái chữ ký số này vào máy tính để mình sử dụng này. Thì khi mà cắm cái chữ ký số này vào máy tính thì hệ thống nó sẽ tự động nó bung lên cái trang chủ của nhà mạng Viettel và nó hiển thị cho anh chị bạn là cái token manager để anh chị bạn là thực hiện quản lý cái chữ ký số của mình. Thì khi mà anh chị bạn cắm vào nó hiển thị cho anh chị bạn cái thông tin là chứng thư số này, series và cái ngày hết hạn. Nếu mà cái ngày hết hạn của cái chữ ký số này của anh chị bạn khác ngày 13 tháng 5 năm 2024, có nghĩa là hết hạn vào tháng 4 hoặc là tháng 3 của năm 2024 này. Nếu mà anh chị bạn có nhu cầu gia hạn thì có thể là inbox với lại số điện thoại của trực nhá. Nếu mà cái chữ ký số của anh chị bạn khi mà anh chị bạn cắm vào nó hiển thị cái ngày hết hạn là cái ngày 13 tháng 5 năm 2024 này thì có nghĩa là cái chữ ký số của anh chị bạn chưa thực sự là hết hạn. Mà cái hạn này là cái hạn do Bộ Thông tin chỉ cấp cho Viettel 5 năm một lần từ 2019 đến 2024, dẫn đến là cái chữ ký số của anh chị bạn khi mà Viettel cung cấp ấy thì nó sẽ bị chặn cái thời hạn tại cái thời điểm ngày 13 tháng 5 năm 2024 này. Bản chất là cái chữ ký số của anh chị bạn vẫn còn hơn cái thời hạn ở đây. Thì video này sẽ chia sẻ với anh chị bạn cái cách để anh chị bạn cấp bù cái thời hạn mà mình đã đăng ký sử dụng với Viettel như nào. Và đây trực lưu ý với anh chị bạn là đối với cái chữ ký số, cái phiên bản chữ ký số nha anh chị bạn, thì nếu mà anh chị bạn sử dụng cái phiên bản là V4, V5, V6 thì anh chị bạn thực hiện thao tác cấp bù, và sau khi cấp bù chữ ký số thành công rồi thì anh chị bạn có thể sử dụng cái chữ ký số đó để ký tất cả những cái giao dịch điện tử trên những cái phần mềm, những cái trang web. Tuy nhiên đối với những cái đơn vị mà anh chị bạn đã sử dụng chữ ký số lâu rồi, ví dụ như là V0, V1, V2, V3 là những cái chữ ký số đó anh chị bạn thực hiện thao tác cấp bù nó vẫn thành công. Tuy nhiên là khi mà anh chị bạn thực hiện là thao tác là nộp thuế điện tử thì cái chữ ký số đó nó lại không ký được, tại vì hệ thống thuế chưa có update. Nếu mà anh chị bạn thực hiện cái thao tác cấp bù trong cái thời gian này thì mình sẽ phải chuyển đổi từ cái token cũ lên cái token mới nha anh chị bạn. Token mới nhất của Viettel là V6. Thì cái giá bán theo cái chính sách hiện hành ấy là 550.000 cho một cái lần chuyển đổi. Tuy nhiên là đối với việc cấp bù này thì Viettel có một cái chính sách ưu đãi là giảm 50%, là khi mà anh chị bạn chuyển đổi cái chữ ký số từ cũ qua mới thì cái chi phí của mình cần bỏ ra ấy, là nó sẽ là 275.000, mình sẽ được cấp lại một cái chữ ký số mới hoàn toàn nha anh chị bạn. Còn đối với cái việc mà cấp bù cái thời hạn này thì nó sẽ hoàn toàn là miễn phí nha anh chị bạn, mình chỉ có cái phí gọi là chuyển đổi token thôi. Thì để biết được cái chữ ký số của mình cái phiên bản nào ấy thì anh chị bạn vào cái token manager ở đây, nó sẽ hiển thị cái dòng ở trên cùng này là Viettel token manager V6, có nghĩa là phiên bản V6. Hoặc là anh chị bạn có thể là vào cái zip PC ở đây và anh chị bạn vào cái ổ cứng của mình. Thì đối với lại chữ ký số mà V4, V5, V6 thì nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn rõ luôn là V4, V5, V6. Còn ví dụ như mà những cái chữ nó cũ rồi thì một là nó hiển thị là V1 này, V2, V3 hoặc là cái V0 là nó không hiển thị gì hết. Đó. Thì đấy là cái cách để anh chị bạn phân biệt được là cái chữ ký số của mình đang thuộc cái version nào. Đấy, ví dụ như mà V4, V5, V6 thì anh chị bạn thực hiện cấp bù và anh chị bạn sử dụng, sau khi cấp bù là ok. Còn đối với việc mà anh chị bạn là đang sử dụng cái chữ ký số cũ thì anh chị bạn cần phải nâng cấp lên, và mình sẽ liên hệ để cấp lại cái chữ ký số mới hoàn toàn. Nếu mà anh chị bạn nào có nhu cầu thì anh chị bạn có thể inbox với trực nhé. 275.000 mình chuyển đổi lên cái chữ ký số mới hoàn toàn. Thì video này trực chia sẻ với anh chị bạn cái cách để anh chị bạn cấp bù cái thời hạn mà mình đã đăng ký sử dụng với Viettel như nào. Thì anh chị bạn sẽ thực hiện thao tác như sau nhé. Anh chị bạn sẽ vào giúp trực là cái trang chủ của Viettel, là cái trang viettel-ca.vn. Anh chị bạn truy cập vào cái trang web này. Sau đó là anh chị bạn tiến hành là ấn giúp trực vào cái phần gọi là hướng dẫn sử dụng ở đây này. Đó, mình tích vào đây. Sau đó anh chị bạn ấn Ctrl F nha. Anh chị bạn ấn Ctrl F để anh chị bạn tìm kiếm cái từ khóa nó nhanh. Anh chị bạn gõ chữ phần mềm cấp bù vào đây giúp trực nhá. Phần mềm cấp bù. Đó thì nó sẽ có 3 kết quả tìm kiếm. Anh chị bạn enter nó đến kết quả tìm kiếm thứ hai. Nó sẽ là cái phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel TA Pro này. Còn ví dụ như anh chị bạn không muốn thực hiện cái thao tác là Ctrl F để mình tìm kiếm ấy thì anh chị bạn có thể là lăn con chuột nhá, mình tìm đúng đến cái dòng phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel Pro đây. Sau đó anh chị bạn tiến hành ấn nút tải về này. Thì khi mà ấn tải về nó sẽ điều hướng anh chị qua một cái trang như này và anh chị bạn thực hiện cái thao tác là ấn nút tải về thôi. Từ đây mình sẽ lưu cái file này lại. Đó. Sau đó là mình sẽ lưu cái file ra ngoài desktop chẳng hạn nha anh chị bạn. Anh chị bạn sẽ lưu cái file ra ngoài desktop như này. Thì khi mà cái trình duyệt nó tải xong rồi thì anh chị bạn sẽ tích vào cái file bây giờ mình tải về để mình thực hiện cài đặt nó lên nha anh chị bạn. Anh chị bạn sẽ thực hiện là ấn nút run này. Sau đó anh chị bạn sẽ ấn next này và ấn next này, ấn hai cái next và một cái install thì anh chị bạn đợi một chút.
thì cái tool này nó sẽ tự động nó cài vào máy cho anh chị bạn, mất khoảng thời gian là 1 phút thôi nha anh chị bạn, đó, nó rất là nhanh thôi. Thì sau khi mà nó cài xong như này thì trên ngoài màn hình laptop của anh chị bạn nó sẽ hiển thị một cái icon là Viettel C Pro. Sau đó anh chị bạn ấn Finish ở đây. Khi mà mình ấn Finish thì hệ thống nó tự động nó chạy nha anh chị bạn đợi một chút nha. Hệ thống nó tự động nó chạy cái tool này, đấy, nó sẽ bung lên một cái trang web như này. Trong trường hợp mà anh chị bạn đợi lâu quá nó không bung lên trang web như này thì anh chị bạn vào cái icon ở trên màn hình này anh chị tích đúp anh chị mở nó lên. Nếu mà cái máy tính của anh chị bạn ấy là nó không có cài đặt phần mềm diệt virus gì thì nó ra cái giao diện này luôn. Còn nếu mà cái máy tính của anh chị bạn là có cài đặt phần mềm diệt virus, nhất là cái phần mềm Kaspersky ấy, thì anh chị bạn sẽ kéo xuống bên dưới này, nó sẽ có một cái chỗ là bạn có muốn tiếp tục hay không ấy, thì anh chị bạn ấn tiếp tục và anh bị xác nhận để nó thực hiện được đến cái giao diện này. Muốn cấp bù được cái chữ ký số thì anh chị bạn phải thao tác thực hiện được đến cái đường link và đến cái cấp bù này nha anh chị bạn. Thì đối với việc cấp bù cái thời hạn chữ ký số này là hoàn toàn miễn phí nha anh chị bạn. Anh chị bạn sẽ thực hiện ấn nút bắt đầu này. Ấn nút bắt đầu thì anh chị bạn làm một chút và anh chị bạn ấn vào cái chỗ mà USB này. Anh chị bạn chọn tốt trực là Viettel gạch ngang CA token nhé. Mình sẽ chọn đến cái token của mình. Token của anh chị tên là gì thì nó hiển thị ở đây nhé. Anh chị bạn tích vô vào. Sau đó anh chị bạn sẽ nhập cái mã pin. Cái mã pin đây là cái mã pin của cái chữ ký số nha anh chị bạn. Cái phần mà nhân viên hỗ trợ ở đây này, anh chị bạn có thể để trống cũng được. Còn ví dụ như anh chị nào mà yêu quý trực thì anh chị bạn là gán giúp trực cái user của trực nhé. Anh chị bạn sẽ gõ giúp trực ở đây là trực ND, ship gạch nhân viên, ship gạch SME, ship gạch HCM. Đó, anh chị bạn sẽ gõ cái mã nhân viên hỗ trợ như này. Gán hay không gán cái mã này thì nó không ảnh hưởng gì và nó hoàn toàn miễn phí nha anh chị bạn. Đó, anh chị bạn yêu quý thì anh chị bạn có thể là nhập cái thông tin của trực vào đây. Sau đó anh chị bạn ấn bắt đầu này. Thì khi mà bắt đầu anh chị bạn đợi một chút để hệ thống nó kiểm tra cái thông tin của chữ ký số. Nếu mà cái chữ ký số của anh chị bạn đủ điều kiện cấp bù thì anh chị bạn đợi từ 2 đến 3 phút để hệ thống cấp bù. Anh chị bạn lưu ý là mình sẽ không có rút cái token ra trong cái thời gian mà hệ thống nó báo là vui lòng không tắt ứng dụng và rút token nhé. Anh chị bạn sẽ để nguyên trong vòng từ 1 đến 2 phút để hệ thống nó thực hiện nó cấp bù. Thì cái việc cấp bù này nó hoàn toàn miễn phí nha anh chị bạn có thể là tự động thao tác như này. Thì khi mà anh chị bạn cấp bù xong thì nó sẽ sinh ra cái thời hạn của cái chữ ký số mới. Sau đó anh chị bạn mới tiến hành là anh chị bạn là cập nhật cái thông tin chữ ký số của mình trên những cái ứng dụng, những cái trang web để mình sử dụng nha anh chị bạn. Rồi sau từ 2 đến 3 phút hệ thống nó thông báo cho anh chị bạn là chứng thư số của quý khách đã được cấp bù thành công. Quý khách vui lòng cập nhật thông tin chứng thư số lên các hệ thống ký điện tử. Như này là anh chị bạn ấn OK. Thì sau khi mà anh chị bạn ấn OK thì hệ thống nó sẽ báo là hoàn thành cấp bù này. Và đây sẽ là cái thời hạn chữ ký số mới của anh chị bạn. Nó sẽ cái ngày bắt đầu này nó là cái thời điểm mà mình thực hiện cấp bù này và cái ngày hết hạn là cái ngày hết hạn của chữ ký số của anh chị bạn. Rồi thì sau khi đó thì anh chị bạn quay về cái tab manager của anh chị bạn, cái tab manager token manager quản lý chữ ký số ấy, thì anh chị bạn ấn vào chứng thư số này. Thì trong chứng thư số của anh chị bạn nó sẽ có hai dòng. Dòng thứ nhất là cái chứng thư số cũ là đến cái thời hạn là 13 tháng 5 năm 2024. Cái dòng thứ hai là cái thời hạn mới, là cái thời điểm bắt đầu gia hạn là ngày hôm nay 27 tháng 2 năm 2024 và đến cái thời hạn tiếp theo. Như vậy là anh chị bạn lưu ý là chữ ký số của anh chị bạn khi mà anh chị bạn cắm vào hoặc là anh chị bạn kiểm tra là cái thời hạn chữ ký số của nó đến 13 tháng 5 năm 2024 thì anh chị bạn sẽ thực hiện là cấp bù cái thời hạn lên nhá, anh chị bạn không gia hạn nhá, tránh là rất nhiều đối tượng bên ngoài lợi dụng vào cái thời điểm này để lừa đảo anh chị bạn về cái việc gia hạn chữ ký số, nên anh chị bạn rất là lưu ý nhá, mình sẽ tự bảo vệ lấy mình thôi. Thì sau khi mà anh chị bạn thực hiện gia hạn xong này rồi thì anh chị bạn sẽ thực hiện là cập nhật cái chữ ký số của mình lên những cái hệ thống mình sử dụng. Cái hệ thống cơ bản nhất là cái hệ thống thuế điện tử thì trực tiếp chia sẻ với anh chị bạn luôn. Ngoài ra sẽ có những cái hệ thống hóa đơn điện tử, phần mềm bảo hiểm xã hội, phần mềm hải quan, phần mềm đăng ký doanh nghiệp. Thì những cái phần mềm đó thì trực sẽ làm những cái video sau. Còn video này trực sẽ chia sẻ với anh chị bạn cái cách để mình cập nhật cái thông tin lên hệ thống thuế nha anh chị bạn. Nó khá là đơn giản thôi. Anh chị bạn sẽ tiến hành là vào giúp trực là cái trang thuế điện tử.gdt.gov.vn này. Rồi sau đó anh chị bạn tiến hành là ấn vào phần doanh nghiệp. Sau đó anh chị bạn ấn đăng nhập và anh chị bạn đăng nhập vào cái tài khoản của bên doanh nghiệp của mình. Sau khi đăng nhập này xong thì hệ thống nó sẽ hiển thị cái giao diện như này. Thì anh chị bạn giúp trực là anh chị bạn sẽ vào giúp trực là cái phần mà quản lý tài khoản ở đây. Đôi khi là hệ thống thuế nó lag thì anh chị bạn ấn quản lý tài khoản, anh chị bạn đợi một chút nhá, nó mới ra cái dòng thông tin này nhá, nó mới ra cái dòng những cái menu ở đây đó. Anh chị bạn ấn vào quản lý tài khoản này, sau đó anh chị bạn ấn vào cái phần mà thay đổi thông tin dịch vụ này. Rồi ở đây thì công ty của trực thì chỉ có là dịch vụ khai thuế thôi, còn của anh chị các bạn nó sẽ có hai dịch vụ, một là khai thuế, hai là nộp thuế. Thì anh chị bạn sẽ phải thực hiện là cập nhật cả hai, cái thao tác thì nó tương tự như nhau thôi. Ở đây ví dụ như dịch vụ khai thuế này thì mình sẽ ấn vào phần thay đổi thông tin này.
Rồi sau đó anh chị bạn thực hiện là ấn vào phần thay đổi CKS, có nghĩa là thay đổi chữ ký số đó, anh chị bạn tích vào đây. Rồi cho anh chị bạn đợi một chút, hệ thống hiển thị lên cái mã pin của cái chữ ký số ở đây. Trong trường hợp mà anh chị bạn ấn nhiều quá vào đây này thì cái mã pin nó hiển thị ở đằng sau cái trình duyệt, thì anh chị bạn ấn cái trình duyệt này xuống nhá, thì nó hiển thị là cái mã pin ở đây nha anh chị bạn, rất lưu ý nhá, rất nhiều anh chị bạn sẽ gặp cái trường hợp như này. Sau đó anh chị bạn sẽ ấn chấp nhận này, thì khi chấp nhận thì cái chữ ký số của mình sẽ có nhiều dòng, ít nhất là hai dòng, dòng cũ là đến hạn 13 tháng 5 và dòng mới là cái hạn mới của mình. Thì anh chị bạn thực hiện là tích vào cái dòng mới này và anh chị bạn nó chọn, thì khi mà ấn nút chọn xong thì bên này nó thay đổi theo, và sau đó anh chị bạn sẽ ấn tiếp tục này. Rồi sau đó anh chị bạn kéo xuống và chị ấn ký và gửi. Thì khi mà anh chị bạn ký và gửi ở đây, bắt anh chị bạn là tích thêm vào cái chữ ký số đấy để anh chị bạn chọn cái chữ ký số mới của mình. Anh chị bạn thực hiện tích vào và anh chị bạn nút chọn. Thì sau khi mà ấn chọn rồi thì anh chị bạn đợi một chút là hệ thống nó thông báo thay đổi thành công. Có nghĩa là anh chị bạn đã cập nhật cái chữ ký số mới của mình lên trên cái hệ thống thuế điện tử. Đó. Đấy là một dịch vụ là nộp thuế nha, dịch vụ là khai thuế điện tử. Nếu mà cái tài khoản nó thuế điện tử này của anh chị bạn có hai dịch vụ là dịch vụ nộp thuế nữa, thì anh chị bạn kéo xuống bên dưới này nó sẽ có cái phần dịch vụ nộp thuế ở đây, và anh chị bạn cũng thao tác tương tự là ấn vào cái phần mà thay đổi thông tin dịch vụ này. Sau đó anh chị bạn tiến hành là nhập mã pin và thay đổi như bây giờ trực chia sẻ cái phần mà khai thuế điện tử này. Thì đối với việc cập nhật cái chữ ký số trên hệ thống của thuế là khá là đơn giản, còn đối với những trường hợp mà anh chị bạn cập nhật trên hóa đơn điện tử này, trên hải quan điện tử này, trên bảo hiểm xã hội này, thì khi đó thì Trực sẽ làm những cái video riêng để Trực chia sẻ với anh chị các bạn, để ví dụ như anh chị bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ vào đấy mình xem, mình sẽ đỡ mất thời gian hơn. Và nếu mà anh chị bạn nào có nhu cầu về chữ ký số này, gia hạn hoặc đăng ký mới này, hoặc hóa đơn điện tử này, nếu mà anh chị bạn có nhu cầu thì có thể inbox với Trực nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào.